谁更肯定终老分，对客谋命满当真。看来的共有学问，越爱挑良分有行政。更新感恩quý vị vẫn tiếp tục theo dõi。Kính bạch thầy, nếu có người muốn tu tập theo Duy Thức Tông thì họ phải tu tập như thế nào ạ? Dạ, con xin mời thầy tiếp tục. À, dạ, thầy cảm ơn con nghe không? Dạ. À, thì thưa quý vị, ở cái phần đầu đó, chúng tôi có nói về năm cái vị, cái địa vị. Và chúng tôi có nói về cái địa vị thứ năm là cứu cánh vị. À, rốt ráo đã đạt được cái đích điểm tố hậu. Và cái điều này thì thưa quý vị, trong Di Thức Tam Thập Tụng có dạy là thử tức vô lậu giới, bất tư người thiện thực, an lạc giải thoát thân, đại mô ni danh pháp, đại mô ni danh pháp. Thì chúng tôi tạm dịch như thế này. Đây là cái cảnh giới giải thoát vô lậu. Cảnh giới này cũng được gọi là cảnh giới bất tư nghị, thiện thường, an lạc, giải thoát thân. Đại mâu ni cũng gọi là pháp thân. Đây là một cái cảnh giới mà không thể dùng những cái suy nghĩ bình thường của chúng ta để có thể suy nghĩ, có thể biểu đạt. Bởi vì chúng ta chưa đạt được cái địa vị thứ năm của Di Thức. Của cái pháp môn tu tập của Di Thức Tông. À, cho nên chúng ta chưa có khả năng để có thể tư duy, có thể nhận thức như là chính nó đang là. Và thưa quý vị, cái kết quả của cái sự tu chứng đó là gì? Hành giả sau khi đã hạ thủ công phu, đã tu tập một cách thuần thục, một cách rốt ráo, đến nơi đến chốn về cái pháp môn Duy Thức này, thì cái kết quả đó nó sẽ rất rất là siêu việt. Những hành giả đó sẽ có được bốn trí. Cái trí thứ nhất là thành sở tác trí, chuyển tiền ngũ thức năm thức trước, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, thành sở tác trí. Ngay trong lúc mà họ còn sống trong cái sự vọng tưởng, năm cái thức trước nó duyên với những cái đối tượng của nó là năm trần, tức là sắc thanh hương vị và xúc. Chính vì vậy mà mắt thì mình thấy những cái này cái kia, tai mình nghe cái âm thanh này nọ, mũi mình ngửi được những cái mùi, lưỡi mình nếm được những cái vị, mình có những cái cảm giác khi mà mình tiếp xúc với năm trần, những cái trần cảnh ở bên ngoài. Tuy nhiên cái giá trị thù thắng và cái hoạt dụng của năm thức đầu đó chưa phải là cái gì to lớn. Bởi vì sao nó bị bóp méo, nó sai lạc,
nó nhận giả làm chân. Chính vì vậy mà nó tạo ra vô số những cái ác nghiệp, để rồi mình phải luân hồi ở trong tam đồ lục đạo, trong sinh tử khổ đau. Nhưng mà khi mà mình đã tu tập quán ngũ trùng di thức quán, mình chuyển thức thành trí, chuyển năm thức trước thành thành thừa tác trí, tức là cái trí mà nó có công năng rộng lớn, nó tác thành mọi cái diệu dụng bất khả tư nghị, thì mình sẽ không còn bị vướng mắc, không còn bị trói buộc. Thứ hai là diệu quan sát trí. Ngay trong lúc mà chúng ta còn sống ở trong một cái thế giới đầy vọng tưởng, thì cái thức thứ sáu nó chỉ có cái tác dụng mà so đo toan tính ở trong một cái phạm vi rất rất là nhỏ. Cái tầm hoạt động của nó không thể bao quát, không thể chân xác. Do vậy mà nó thường mắc những cái sai lầm, từ đó nó lôi kéo để thân miệng vân vân tạo ra vô số tội lỗi, những cái ác nghiệp. Do vậy mà mình phải luân hồi ở trong sanh tử khổ đau. Nhưng mà khi chứng được cái quả giải thức rồi thì sao? Thì cái thức thứ sáu này nó chuyển thành cái trí có tên là diệu quan sát trí. Nghĩa là cái trí mà nó quan sát một cách rất là mầu nhiệm, có thấy được hàng hà sa số thế giới, mỗi thế giới có bao nhiêu loại chúng sinh, những chúng sinh đó đã hình thành do những cái thiện nghiệp hay là ác nghiệp gì, kể cả những cái tâm niệm của họ vân vân. Nhờ vào cái sự quan sát rất là vi diệu, rất là mầu nhiệm, và từ đó mà mình dựa vào những cái khát vọng của từng mỗi một chúng sinh, giúp cho họ có được một cái sự an lạc và lợi ích lâu dài. Và thứ ba là gì? Thưa quý vị, đó là bình đẳng tánh trí. Cũng như trước kia, trong khi mình sống trong một cái thức đầy mong muốn, đó là mạt na, thức thứ bảy, chấp cái kiến phần của thức thứ tám làm cái ngã. Mà khi đã chấp ngã thì chỉ biết cái ngã là cái đề nhất quan trọng, mình tìm cách bảo vệ, tìm cách bám víu. Cho nên mọi cái tư duy, mọi cái hành tác, kể cả những cái ngôn ngữ của mình, nó chỉ xoay quanh cái ngã. Nó tạo ra vô số những cái sai lầm, thù ghét, thương yêu, hờn giận, nói chung đủ hết, gây ra không biết bao nhiêu là khổ đau, bao nhiêu là phiền não. Thế giới này mà sở dĩ có chiến tranh, có loạn lạc, có bất ổn là cũng bởi cái sự chấp trước. Cho nên khi mà mình tu tập, mình chứng được cái quả của di thức, thì cái thức thứ bảy này, thưa quý vị, nó không còn chấp vào cái ngã nữa, nó không còn chấp vào cái pháp nữa, mà cái nhìn của nó là một cái gì tuyệt đối bình đẳng đối với mọi loài chúng sinh, từ chủ thể cho đến khách thể, cho đến hiện tượng đó. Nó chuyển hóa, nó sẽ tạo ra vô số lợi ích. Từ cái thức thứ bảy mà chuyển thành bình đẳng tánh trí, và cuối cùng là đại viên cảnh trí.
Khi mà chúng ta còn có những cái điên đảo, những cái vọng động, còn bị cái thức thứ bảy nó chấp, rồi những cái chủng tử phiền não từ hiểu lậu vân vân á, nói chung nó chi phối, nó làm cho đời sống của chúng ta bị ô nhiễm một cách trầm trọng. Nhưng mà qua những cái phương pháp tu tập của Di Thức Tông thì mình chứng được cái Di Thức Tánh, và mình chuyển cái thức thứ 8 này thành một cái tấm gương sáng tròn đầy. Nó có thể phản chiếu cả 10 phương vô lượng vô biên thế giới, như là chính thế giới đang là, gọi là đại viên cảnh trí. Và bốn cái trí mà chúng tôi vừa trình bày: thành sở tắc trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Dù trên cái mạch ngôn ngữ là thì mình chia, mình thấy nó có một cái gì đó hoàn toàn khác nhau, nhưng mà không, tùy theo công năng của mỗi thứ, nhưng mà tất cả thì nó cũng gồm vào hai trí, đó là căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí tức là cái trí tuệ, và chư Phật và chúng sinh đều vốn có đủ và có sẵn. Trí này cũng gọi là vô phân biệt trí. Thứ hai là hậu đắc trí, tức là trí dụng. Trí trước là trí tuệ, đây là trí dụng. Sau khi mà chứng được cái thánh quả căn bản trí rồi thì mới được hậu đắc trí. Và trí này cũng gọi là sai biệt trí, nghĩa là trí phân biệt các pháp do cái tánh y tha khởi mà có sai khác. Cho nên cái người mà tu tập theo cái pháp môn di thức này thì sẽ giải thoát tất cả những cái phiền não, những cái khổ đau, không còn bị luân hồi trong tam đồ lục đạo nữa. Đó là cái câu trả lời mà nhân cái câu hỏi của con, thầy xin chia sẻ. Kính bạch thầy, còn nếu ai muốn tu tập theo pháp Hoa Tông thì họ phải hành trì những gì ạ? Thì rồi thầy cảm ơn con. Thì khi mà qua cái phần này thì thầy sẽ trả lời câu hỏi của con nghe. Rất tiếc thời gian không cho phép thầy trò chúng con tiếp tục chia sẻ những gì cần chia sẻ. Mọi thắc mắc xin quý vị hoan hỷ gọi về chùa Điều Ngự hoặc chùa Diệu Pháp, số phone hiện trên màn ảnh. Con xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo.